chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ ba, ngày 17 tháng 9. Sáng 17 tháng 9, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đến thăm hỏi, ủng hộ kinh phí 7 tỷ đồng, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ với những thiệt hại của tỉnh do hoàn lưu bão số 3 vừa qua trên mọi lĩnh vực, nhất là thiệt hại về người. Đồng chí cho rằng, với tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, tỉnh Cao Bằng sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, tái thiết và phát triển kinh tế xã hội. Cảm ơn tình cảm của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng chia sẻ về những tổn thất của tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh sau cơn bão số 3 vừa qua. Khái quát tình hình mưa lũ cùng những thiệt hại của tỉnh Cao Bằng, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết tỉnh đã chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là nhà ở, hoa màu, cơ sở vật chất. Đến nay, số người thương vong là 70 người, hiện còn 2 người mất tích. Tỉnh Cao Bằng đã nhận được sự quan tâm từ các tỉnh bạn, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 54 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí mong muốn thời gian tới với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất cho các gia đình, địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, tập đoàn tiếp tục huy động nguồn lực, ủng hộ động viên những địa bàn còn khó khăn bị tổn thất nặng nề do thiên tai, bão lũ, trong đó có tỉnh Cao Bằng đồng chí khẳng định tỉnh Cao Bằng sẽ phân bổ và sử dụng nguồn hỗ trợ hợp lý, đúng người, đúng địa chỉ, đảm bảo công khai, minh bạch. Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Cao Bằng 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Sáng 17 tháng 9, tại thành phố Cao Bằng, Đoàn Công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam cùng các đơn vị thành viên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình. Đoàn đã đến thăm gia đình anh Lê Văn Thái, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 2, phường Ngọc Xuân, là lái xe nhà xe Việt Trang, tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương, bật mát to lớn của gia đình nạn nhân. Đoàn đã trao số tiền 20 triệu đồng động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Sở Y tế đến kiểm tra, chỉ đạo triển khai các phương án xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh tại hai xóm Tân Bình và Đoàn Kết, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng. Đoàn công tác đã đến kiểm tra, đánh giá tác động của môi trường, nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại khu vực có nhà dân, chuồng trại bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 3. Qua đó chỉ đạo đội cơ động xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền, phục hồi chức năng, trung tâm y tế huyện Hà Quảng tiến hành phun hóa chất khử khuẩn môi trường, các hộ gia đình và chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm bị ngập úng. Hướng dẫn nhân viên y tế xã Thanh Long và người dân hai xóm Tân Bình và Đoàn Kết xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trên tinh thần khẩn trương, tích cực, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất, máy phun, sẵn sàng tiếp tục triển khai xử lý môi trường, nguồn nước tại xóm Thanh Sơn, nơi vẫn đang bị ngập úng và mất điện trên địa bàn xã Thanh Long, huyện Hà Quảng. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bảo Lâm vừa tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn Bắc Mèo tại các cơ sở kinh doanh đoàn tập trung kiểm tra đánh giá nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm quy trình bảo quản điều kiện vệ sinh của các cơ sở kinh doanh bánh trung thu đồ uống và các loại thực phẩm khác được tiêu thụ phổ biến trong dịp này kiểm tra nhãn mát hạn sử dụng nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm và nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn thực phẩm đồng thời tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tránh tình trạng hàng giả hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Hôm qua tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ban ngành liên quan đi sâu đánh giá tình hình triển khai nghị quyết số 36 nửa quy ư về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung liên quan trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở phân tích sâu sắc toàn diện tình hình quốc tế khu vực và Biển Đông cũng như nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ban ngành và địa phương liên quan cần tiếp tục bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong thời gian tới, trong đó có nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 44 đầu Quy CP của Chính phủ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động tích cực triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đạt kết quả mới quan trọng, thực chất hơn nữa trên mọi phương diện. Theo đó, các bộ ban ngành địa phương liên quan cần huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao hơn nữa năng lực thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường hợp tác quốc tế về biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Cùng với đó, các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị 32 CTTU của Ban Bí Thư và chỉ thị 17 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Không báo cáo và không theo quy định IUU ở vùng biển nước ngoài, sớm cỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, EC, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, đồng thuận trong toàn xã hội và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác Biển Đông, Hải đảo, tích cực góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên biển. Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Việt Airlines Group cùng các hãng Việt Airlines, Pacific Airlines và Vasco mở bán sớm gần 1,5 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa cho giai đoạn đi lại từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025 tức ngày 14 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng. Theo Vietnam Airlines, đây là đợt mở bán vé đầu tiên trên cơ sở phê duyệt lịch bay hiện tại của nhà chức trách. Vietnam Airlines và các hãng sẽ thường xuyên theo dõi nhu cầu thị trường, nguồn lực đội tàu bay, phân bổ slot từ Cục Hàng không Việt Nam để mở bán các đợt tiếp theo và công bố rộng rãi cho người dân chủ động thuận tiện đi lại cuối năm các đường bay cao điểm dịp Tết Nguyên đán năm 2025 sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc. Hành khách có thể mua vé Tết 2025 từ ngày 16 tháng 9 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hoặc các đại lý chính thức của Vietnam Airlines để thuận tiện đi lại và có lịch trình như ý muốn. Việt Nam Airlines khuyến khích hành khách cần chủ động lên kế hoạch và đặt chỗ mua vé sớm, đồng thời tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm Tết. Các hãng cũng khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức. Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, tình trạng thiếu hụt máy bay do lệnh triệu hồi động cơ từ nhà sản xuất Brad Whitney trên các máy bay Airbus A321 Nữ EO dự kiến sẽ gây áp lực lên tải cung ứng dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Hiện tại, cơ hãng hàng không đang tích cực làm việc với nhà chức trách để tăng cường các chuyến bay, xem xét thuê thêm máy bay để nhanh tiến độ nhận và đưa các máy bay mới như Boeing 787-10, Airbus A320 về Việt Nam dịp cuối năm. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế ban hành công văn về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt, cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh và mưa lụt, sạt lở sau bão đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản, công trình công cộng và dân sinh. Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị ảnh hưởng và hư hại, đặc biệt tại các tỉnh thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình và nhiều tỉnh khác. Trong bối cảnh đó, các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế vẫn kiên cường đứng vững, bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, thực hiện đúng theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ và văn bản phòng chống bão lụt của Bộ Y tế. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, cho đến nay không có trường hợp nào không được cấp cứu điều trị kịp thời. Các bệnh viện đã chuẩn bị đối phó với siêu bão, di chuyển người bệnh, thiết bị lên tầng cao hơn, sẵn sàng nhân lực, chuẩn bị thuốc men, máy phát điện cứu chữa người bệnh tại một số bệnh viện ở hải phòng và tỉnh quảng ninh do mất điện lưới kéo dài nhiên liệu chạy máy phát điện hết nên đã huy động nhân viên bóp bóng bằng tay tận tâm hết lòng cứu sống người bệnh các cơ sở y tế tại các tỉnh miền núi phía bắc đã tích cực cứu chữa nạn nhân bị vùi lấp chấn thương do ảnh hưởng của cơn bão và mưa gió sạt lở sau bão nhiều nhân viên y tế đã dầm mình trong bùn lũ cùng người dân đối phó và khắc phục hậu quả Trước tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và tình thương chăm sóc người bệnh của cả hệ thống y tế, Bộ Y tế đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần hy sinh, lao động quên mình của đội ngũ nhân viên y tế tại các địa phương. Đối với các bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, tiếp tục phát huy tinh thần, lương y phải như từ mẫu của người thầy thuốc, sẵn sàng hết lòng phục vụ người bệnh. Trường hợp vượt quá khả năng chuyển cơ sở khác hoặc đề nghị hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, lưu ý không thu viện phí, các khoản không được bảo hiểm y tế thanh toán đối với các nạn nhân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp chi phí điều trị và báo cáo Sở Y tế phối hợp tiếp nhận, phân phối, sử dụng các khoản hỗ trợ của tổ chức cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, ra soát cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc, vật tư và chủ động đề xuất khắc phục, bổ sung kịp thời để bảo đảm công tác khám chữa bệnh thường quy. Chuyển sang tin quốc tế, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thiệt hại kinh tế do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt vì biến đổi khí hậu đã tăng đáng, đáng kể. Căng thẳng địa chính trị âm ỉ cũng như cường độ và tần suất ngày tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đã làm trầm trọng thêm những rủi ro tiềm ẩn đối với kinh tế toàn cầu. Thiên tai đã đánh trực diện vào nền kinh tế, gây tổn thất lớn với cơ sở hạ tầng, hoạt động nông nghiệp và sinh kế của người dân một số nghiên cứu cho thấy GDP toàn cầu có nguy cơ giảm khoảng 10% vào năm 2100. Khi tính đến các rủi ro như sự sụp đổ của thêm bang Greenland, các mô hình khác chỉ ra rằng nếu hiện tượng nóng lên trên toàn cầu không được kiểm soát, thu nhập trung bình toàn cầu có thể thấp hơn 23% vào năm 2100. Khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn và độ sát thương đối với nền kinh tế cũng lớn hơn. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.